Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì trong video các bạn mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kèo là chúng ta nhận airdrop qua bot Telegram các bạn. Mà thường á các bot Telegram á thì đa số là scam nhiều lắm các bạn ha. Nhưng mà mình cũng hạn chế lắm. Tuy nhiên là cái kèo này á thì mình thấy là mọi người làm khá nhiều nè. Lướt các group Facebook là đều thấy là mọi người rất là lan tỏa rất nhiều. Và mọi người cũng đang hold rất nhiều, ví dụ như là trên thông tin của nó thì có khoảng hơn 200.000 ví đã được hold ha, tức là được gửi về, và group Telegram của nó là 196.000 người các bạn. Còn cái channel Telegram của nó là 205.786 người follow, và cái Twitter có 161.200 người follow nha, rất lớn. Và cái kèo này làm xong là nó về luôn các bạn ha, cho nên là tiếc của các bạn nên hướng dẫn các bạn. Còn các bạn nào không tin về bot Telegram thì các bạn không cần làm nha. Cái này mình nói thật. Và nó cũng không có cần phải tuyển rep nhiều. Bởi vì khi các bạn đăng ký vào các bạn sẽ được tặng cho hình như là bao nhiêu đó, cũng khá nhiều đó các bạn. Thì mình cũng đang làm như các bạn nè. Thì nghe nói là nó list lên CMC nè, chúng ta xem nè. Đó, nó list lên CMC ha. Đây nè. AI Trader Price nè, giá của nó nè. Cái tên của nó, cái giá của nó nè. Đó, đó là như vậy đó. Đó, cho nên là chúng ta làm thôi. Và khi làm thì nó sẽ về ví luôn các bạn, vì nó có cái contract của nó rồi. Mình nhận 100.000 AIT các bạn nè ha, rút về ví MetaMask hoặc là ví Trade Connect cũng được nha, vậy nó có cái contract của nó rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nè. Khi các bạn giới thiệu được một rep thì các bạn sẽ được 30.000 AIT nha. Còn các bạn không giới thiệu cũng được, có được 100.000 AIT rồi, nó không sao. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn nè, cái đường link ở trong mô tả video nha. Đó, khi các bạn click vào cái đường link ở trong mô tả video hoặc bình đầu tiên nè, các bạn làm như các bạn thấy không? Thì nó kêu các bạn làm gì? Submit nè. Username ha. Submit cái pseudonym Telegram của các bạn á. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy username của Telegram nha. Các bạn kích vào ba gạch nè. Rồi các bạn kích vào cái tên này nè. Đó thì nó sẽ có cái username nè. Được chưa, các bạn copy. Được chưa? Đó, copy rồi đó. Rồi các bạn quay ra. Ha, các bạn bấm vào cái đường link hồi nãy. Ha. Đây. Các bạn bấm vào đường link ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Rồi sau đó các bạn thấy nó kêu nè, submit Telegram ha, example đó, các bạn phải dán vô. Đó, các bạn phải có chữ A cộng luôn nha. Rồi bấm enter một cái. Là nó ra như thế này các bạn. Đó, website CMC ha, PancakeSwap, Webby, Omic gì đó. Đó, IDO là nó bán IDO là ở trên cái trang này nè. Rồi, sau đó các bạn bấm cái chữ net để các bạn nè, nó kêu các bạn lít net này hết chưa, để mà đi đến cái nhận phần thưởng lít net. Rồi đến đây thì nó có nhiệm vụ của Twitter nè, nó kêu các bạn là hãy follow cái Twitter của nó ha và pin cái Twitter của nó. Rồi bây giờ các bạn thấy nè, các bạn sẽ bấm vô cái Twitter của nó, các bạn follow nha. Rồi open. Rồi sau đó các bạn bấm vào theo dõi, được chưa? Rồi bấm luôn cái này luôn đi, tất cả luôn đi, để anh chị các bạn đó, nó các bạn nhận airdrop thì các bạn phải biết nó thông báo có cái gì ha. Rồi sau đó các bạn quay ra để nó nói cái gì tiếp. Rồi sau đó các bạn like vào Twitter một cái pin của nó,
với các người bạn, được chưa? Like và retweet lần thứ hai. Sau đó export clip gì nè. Đó thì các bạn bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái like và retweet là cái pin này nè, tức là cái bài game của nó. Sau đó comment ha và tag các bạn của bạn vào. Rồi, bấm vô đây. Bảo bình mở một cái. Rồi. Chắc đây quá. Like hả? Rồi retweet rồi à. Retweet lại. Rồi nó kêu làm gì tiếp? Pin retweet rồi tag bạn bè của bạn vào. Like và retweet lần thứ hai hả? Rồi. Bình luận đi. Đó, trả lời có nghĩa là tag các bạn bè vào thì các bạn cứ A cộng đi. Đó, không, các bạn kiếm cái người nào cũng được. Các bạn thêm chữ ví dụ như chữ D. Đó. Nó ra cái gì? E ví dụ vậy. Đó, các bạn cứ tag vào đi. Đó. Rồi F, rồi Y. Đó, kiếm một vài người bạn các bạn tag đại vào. Kệ nó. Rồi trả lời. Rồi, tiếp theo. Nhiệm vụ thôi các bạn, nó cũng dễ mà. Rồi, sau đó like và retweet lần thứ hai nữa hả? Rồi. À, đây là retweet lại nữa nè. Like. Rồi retweet lại của bài của mình, nó chắc retweet lại cái này quá. Rồi thôi kệ đi, miễn sao nó về là được. Rồi tiếp theo, hãy xem cái danh sách và viết trên CMC. Rồi. Rồi tiếp theo các bạn, bây giờ các bạn hãy lấy cái đường link retweet này các bạn dán vào. Thử xem sao. Nếu được thì được luôn các bạn. Chứ bình luận ở trên nè, mình đã retweet cái này rồi nè. Rồi bây giờ sẽ lấy cái đường link đúng không? Short tweet rồi, gửi hồ sơ, ghi hồ sơ rồi. Bấm cái này, chia sẻ ha. Chia sẻ tweet rồi, copy cái đường link là sao chép cái đường link này các bạn. Rồi sau đó dán vào đây xem. Không không. Cái retweet bài hồi nãy các bạn. Cái bài mà mình đây nè, đã retweet rồi nè. Quay lại cái tài khoản chính của các bạn á, à, bạn đã retweet lại rồi. Là cái này nè các bạn. Bấm sao chép liên kết ha. Rồi sau đó chúng ta dán qua đây xem là nó như thế nào nha. Rồi bấm. Rồi. Rồi nó kêu tiếp tục các bạn, Starbot. Rồi mở cái ví trước qua lên này, các bạn phải thêm cái hợp đồng thông minh vào các bạn, tức là cái hợp cái ấy của nó đó. Đấy, các bạn phải quay lại Twitter nha. Các bạn phải quay lại Twitter của nó nè. Các bạn vô cái trang chính của nó nha. Hoặc là các bạn đi vào cái con mắt cách cáp á, các bạn lấy cũng được. Hoặc là cái bài viết nè. Cái bài viết của mình đó các bạn, nó có, mình sẽ để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên nha. Để các bạn lấy cái contract của nó nè. Là cái này nè các bạn. 24898 là cái dòng này nè. Đó, các bạn phải thêm vô. Đây nè các bạn. Các bạn đi vào cái chữ cái trang web của nó là AIT.finance nè. Đó, rồi các bạn đi vô cái hình này ha, thấy không? AI Trader nè. Các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy cái mã hợp đồng của nó nè. Nè, nó có cái mã hợp đồng của nó nè, các bạn thấy không? Thì các bạn phải copy cái này ha. Đó, các bạn thấy có copy đúng như vậy. Rồi các bạn mới cái vô cái ví trade wallet nè. Các bạn thêm vô. Rồi bạn mới lấy cái địa chỉ ví được. Ví dụ như ở đây mình sẽ thêm vô nha. Mình sẽ cho ba gạch nè. Rồi
mình sẽ sợ đây nè, add token nè, add vào rồi không tìm thấy tài sản nào, tự thêm các đồng tiền mã hóa bấm vào đây rồi làm lại nha. Dán rồi thì các bạn thấy không, bạn bấm ghi lại rồi thì nó ra bếp 20 nè. Rồi và cái này có rồi nè. Thì các này lúc này các bạn mới bấm vô chữ nhận nè. Được chưa? Rồi sau đó các bạn bấm sao chép nè, giúp mình nè. Bấm sao chép nè, rồi các bạn mới quay lại Telegram, các bạn dán vô. Được chưa? Đâu rồi cái con bot của mình đâu rồi? Bấm vô đây. Đó nè, mình làm sai quá chừng hồi nãy nè đó. Bây giờ mình sẽ ngưng, mình làm lại rồi mình sẽ tiếp tục nha. Đúng cái đó. Bây giờ mình mới 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 copy lại cái ví này các bạn, rồi dán vào là được rồi. Ha, copy nè. Copy. Đó, bây giờ các bạn dán vô cái ví này là xong. Để xem mà nó có về không. Đó, bạn enter một cái. Đó. Rồi. Not token không được rút hả? Tương đương 100 đô hả? À, đó, cứ 1.000. Đây là đường link giới thiệu rồi các bạn, đường link giới thiệu của mình nè. Mình sẽ để trong mô tả video, các bạn ủng hộ mình nha. Rồi. Ba lần. Một rep withdraw token là không. Còn withdraw này. Nó ra cái gì? Website. Một IET thì tương đương với 0,001 đô la các bạn. Rồi, thì cách làm như vậy thôi các bạn, rất đơn giản ha. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách sử dụng cái đường link ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn các bạn ở lần sau.